Mở đầu kinh trạm xe cũng như bình thường, sư cô sẽ không có đọc lại nguyên bản bài kinh, tại vì có gửi gửi tài liệu trong Zoom trước rồi, cho nên là sư cô sẽ đọc những cái đoạn ngắn quan trọng cho quý vị nắm thôi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha đã thành vương xá đúng không? Tại Veluvana. Veluvana là gì? Rừng trúc ha, trúc lâm. Của ai đây? Của vườn trúc lâm này là của ai đây? Của ông cấp cô độc đúng không? Rồi ông cấp cô độc. Rồi thì một số đông tỳ kheo sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong liền đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với các tỳ kheo như thế nào? Này các tỳ kheo, ai ở địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh tán thán như sau: tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỳ kheo, tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các tỳ kheo, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho các tỳ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các tỳ kheo, tự mình giành thành tựu giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các tỳ kheo. Vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Có khó nghe không quý vị, thấy chưa? Đọc nguyên bản kinh là đâu có hiểu gì đâu, phải không? Cô ơi, cô nói cái gì nãy giờ con muốn ngủ tới nơi rồi đó. Bởi vậy, kinh Phật đó là khó nghe, khó hiểu. Đó là lý do sao mà cô khuyến khích quý vị vô trong nha Zalo của Đạo Tràng để nhận tài liệu đọc trước. Ở đây mình thấy là rất là đơn giản, đọc kinh thì khó, nhưng mà đọc quen rồi quý vị sẽ tóm được cái ý chính sau đây. Sau cái mùa an cư thì sao? An cư thì là, ở đây mình biết an cư kiết hạ mà đúng không? Quý vị trước mặt cô biết an cư kiết hạ đúng không? Là mỗi một năm có 3 tháng mùa mưa, là chư tăng không có đi khất thực vòng vòng nữa, không có đi các nơi, mà mình sẽ tập trung tại một chú xứ và mình hạ thủ công phu tu tập đúng không? Mình hạ thủ công phu tu tập để sao? Để tăng trưởng cái giới đất lên nè, vung bồi thêm cái đạo lực, cái công phu tu tập của mình nè. Rồi có Yết Ma, có Bố Tát, nghĩa là sao? Những vị đồng phạm hạnh chỉ lỗi cho nhau. Trong nửa tháng qua tôi có nói, có làm, có nghĩ cái gì sai không? Nếu có thì xin chỉ cho tôi biết. Đó, thì những người mà có giới đất chỉ lỗi cho mình để mình sao sửa đổi và tốt đẹp hơn. Do đó cái sắp tới của mình là 14 tháng 7 nè, đúng không? Âm lịch này là ngày mãn hạ nè, tức là chư tăng sẽ được thêm một tuổi hạ đó. Ở ngoài đời mình thì là Tết là mình sẽ được một tuổi, nhưng mà ở trong đạo là tính tuổi của quý thầy quý sư cô là sau mỗi một mùa an cư. Ở Hàn Quốc thì có mùa đông, cho nên còn có an cư kiết đông và an cư kiết hạ. Còn ở Việt Nam mình thì chỉ có an cư kiết hạ thôi, tại không có mùa đông. Thì sau mỗi một mùa hạ mình gọi là hạ lạp, tức là cái tuổi của chư tăng tăng thêm một tuổi. Đó là lúc đó mình thấy là mình có thêm một chút xíu đạo lực, tiếng Hàn gọi là phom lót á. Phom lót là pháp lực á, cho nên ở đây là người ta rất là quan trọng cái hạ lạp. Phom lót là pháp lạp đó. Đó là những cái từ mà tiếng Hàn quý vị biết đó. Ở Hàn Quốc đặc biệt là rất là coi trọng cái tuổi hạ nha. Người ta sẽ căn cứ lớn nhỏ cao thấp trên cái số tuổi hạ của chư tăng. Cho nên là điều này rất là quan trọng. Chư tăng là phải gom lại một cái trú xứ an cư. Thì sau khi mà ở một trú xứ an cư xong rồi thì mở đầu bài kinh này là sao? Sau khi an cư ở địa phương mình rồi sao? Đi về cái nơi mà Đức Thế Tôn trú ngụ để đảnh lễ và chiêm bái ngài. Thấy không? Thì Đức Thế Tôn mới sao ạ? Mới tán thán những vị tỳ kheo mà có phạm hạnh. Mình thấy dễ thương không? Một cái nét đẹp rất là dễ thương của tăng đoàn ha. Thì cô hy vọng là sắp tới mình sẽ ổn định được chùa, mình làm xong được cái chánh điện, thỉnh mời thêm nhiều quý thầy quý sư cô về. An cư kiết hạ phải 4-5 vị trở lên mới Yết Ma Bố Tát được, chứ 1-2 vị thì chỉ có gom lại nhau tụng giới thôi, chứ cũng không có làm được như là đúng pháp. Thì quý vị ở đây cho tới bây giờ thì vẫn chưa có được cái cơ hội để mà tham dự cúng trai tăng những cái mùa an cư của chư tăng giống ở đây, thấy không? Bên này chư tăng mình ít. Hy vọng là sắp tới thì mình sẽ có cái cơ hội để mà mình thỉnh thêm nhiều quý thầy quý sư cô sang. Rồi tới mùa an cư mình sẽ vân tập lại cùng an cư, chờ cho quý vị thấy được cái nếp sống của tăng đoàn giống như cái thời Đức Phật còn tại thế nó như thế nào nè. Mỗi nửa tháng một lần mình Bố Tát, nó rất là, đó là một cái nét đẹp ha, để cho quý vị thấy được đó. Thì sao rồi cuối cùng thì sao? Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta, Sariputta là gì biết không? Mà mình nghe tiếng phiên âm riết rồi xong rồi mình nghe tiếng gốc mà mình không nhớ luôn. Sariputta là ngài Xá Lợi Phất đó quý vị. Xá Lợi Phất tức là con Xá Lợi Tử, hoặc là có kinh gọi là Xá Lợi Tử. Tử là người con trai đó, con trai của bà Xá Lợi. Còn Xá Lợi Phất là phiên âm nguyên cái tiếng của ngài Xá Lợi Phất ha. Tôn giả Xá Lợi Phất là tôn giả có cái đặc điểm gì? Tôn giả có cái đặc điểm gì trong tăng đàn của Đức Phật có ai biết không? Tôn giả Xá Lợi Phất là tôn giả như nào, hệ nhớ không con? Sao lắc đầu vậy? Bữa nào cô giảng cũng ngồi hàng đầu sao quên vậy? Chợ, nhớ không?
Nãy giờ cô nói con nghe gì không? Rồi, giờ con hỏi trả lời được không? Tôn giả xá lợi Phất là gì? Trong Zoom mình có trả lời không? Sao? Đúng rồi! Trả lời đúng mà sao làm bài cái vẻ mặt ngơ ngác, ngơ ngẩn cho sư cô quạo vậy? Quá trời, quá đất rồi. Đây nè, trời rồi, trong Zoom người ta trả lời quá chừng trả lời. Đây nè, trí tuệ đệ nhất đây nè. Bữa nào trong Zoom cũng giỏi hết khoảng 20 người. Trí tuệ đệ nhất nè. Nhớ nha, Tôn giả xá lợi Phất là nhớ đến gì? Trí tuệ đệ nhất, được không? Trí tuệ của Tôn giả xá lợi Phất trong có những bộ chú giải, người ta nói là trí tuệ của ngài có thể đếm được từng hạt mưa trong nguyên một cơn mưa, khủng khiếp đến mức độ đó. Trí tuệ của ngài xá lợi Phất chỉ có thua Đức Phật thôi, mà thậm chí còn ngang ngửa Đức Phật. Ngài được xem là gì? Bậc tướng quân trong chánh pháp, là bậc trí tuệ đệ nhất, thượng thủ trong tăng đoàn. Mà để một vị đại A La Hán thượng thủ trong tăng đoàn, ngài phải phát nguyện nhiều trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta không được quên ngài xá lợi Phất nghe. Và tháng 7 Vu Lan, cô nói đi nói lại, nói đi nói lại rồi. Tháng 7 Vu Lan là cái tháng báo ơn, đền ơn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Xá lợi Phất là người sao ạ? Đại diện tiêu biểu vô cùng cho cái lòng hiếu thảo của ngài đối với mẹ. Mẹ ngài Xá Lợi Phất không có tin Phật. Quý vị nghe con giảng nhiều lần rồi đúng không? Mẹ ngài Xá Lợi Phất cực kỳ tà kiến luôn. Mẹ ngài Xá Lợi Phất sanh được tới 7 người con, người con nào cũng chứng A La Hán, tới mức em út của ngài Xá Lợi Phất có 7 tuổi đã chứng quả A La Hán rồi nhưng không độ được mẹ ngài. Mẹ ngài rất là không tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Mỗi lần ngài Xá Lợi Phất đi về nhà là mẹ ngài vừa đánh vừa chửi vừa mắng luôn cả các thầy sa môn là dụ dỗ con mình đi tu cơ mà. Cho nên là khi mà cuối đời ngài Xá Lợi Phất biết là còn một tuần nữa là mình nhập Niết Bàn đó, là chắc chắn là thọ mạng của mình hết, thì ngài Xá Lợi Phất xin với Đức Phật như nào? Cho con được về nhà để độ mẹ con. Cho nên là cái gương hạnh hiếu thảo của ngài Xá Lợi Phất vô cùng. Mà bữa trong cái chuỗi bài Kinh Pháp Cú, cô có kể một cái câu chuyện mà ngài độ cho cha ruột của mình đó. Ông bà La Môn rất là nghèo mà cúng dường cho ngài Xá Lợi Phất đó. Cho nên là rằm tháng 7 chúng ta phải nhớ một cái gương vô cùng hiếu hạnh, đức hạnh, đó là ngài Xá Lợi Phất ha. Trong quý vị mà nào mà chưa có hiểu nhiều về ngài Xá Lợi Phất thì cô khuyến khích quý vị tìm cái quyển của sư ông Giới Đức viết rất là hay, đó là Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao. Nhớ nha, Một Cuộc Đời Một Ngôi Sao. Cái quyển này ngày xưa cô được sư ông tặng cho mà đọc mà nó xúc động mà rớt nước mắt luôn. Biết về công hạnh của ngài, cho nên chúng ta biết là ngài Xá Lợi Phất là sao? Tướng quân trong chánh pháp, đại đệ tử của, không phải là đệ tử đầu tiên chứng A La Hán của Đức Phật, nhưng mà là một trong những vị xuất chúng nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì sao kinh mới nói như nào? Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Xá Lợi Phất suy nghĩ như sau: hạnh phúc thay Tôn giả Vinnamanta Niputa này, quý vị không biết ai nè. Vinna là gì? Ngài Phú Lầu Na đó. Ngài Phú Lầu Na. Chân hạnh phúc thay Tôn giả Phú Lầu Na, Tôn giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt đạo sư và được bậc đạo sư chấp nhận. Có thể chúng ta sẽ gặp Tôn giả Phú Lầu Na tại một chỗ nào, trong một thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn giả. Đoạn này nghe không hiểu thôi không? Nhưng mà phải hiểu đoạn này. Đoạn này là duyên khởi rất rất chi là dễ thương. Tức là sao? Sau khi mà an cư, hồi nãy cô nói đoạn đầu rồi đúng không? Sau khi mỗi người an cư ở một trú xứ thì về đảnh lễ Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn tán thán, hỏi thăm, đúng không? Rồi những bậc đồng phạm hạnh cùng tán thán. Tán thán ai? Tán thán cái công hạnh đặc biệt của ngài Phú Lầu Na. Chúng ta biết Phú Lầu Na cũng là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, mà Phú Lầu Na là bậc như thế nào? Cái gì đệ nhất? Cái gì đệ nhất? Ai biết trả lời? Câu này có quà luôn nè. Phú Lầu Na là cái gì đệ nhất vậy? Im luôn nữa rồi. Trời ơi, trong Zoom lại trả lời nữa rồi, ngại ghê. Chẳng lẽ không thèm đọc lên cho quý vị đây nghe quá. Ê, ráng nghe, người ta học online người ta xịn hơn mình rồi nè. Phú Lầu Na là thuyết pháp đệ nhất. Hôm bữa cô có đọc một bài thơ đúng không? Xá trí liên thông thuyết Phú Na, tu không duyên luận nhiếp đầu đà. Xá trí liên thông thuyết Phú Na, đọc thuộc cái câu đầu tiên là được ba vị rồi nè. Xá trí là sao? Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Liên thông là sao? Mục kiền liên thần thông đệ nhất. Thuyết Phú Na là gì? Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, được không? Xá trí liên thông thuyết Phú Na đó, người ta làm thơ cho mình luôn, mình chỉ còn đọc một câu thơ là nhớ được của ba ông chứ. Rồi quý vị nhớ nha, chị Diễm, chị Yến gửi cái bài thơ này vô trong nhóm cho sư cô đi, cho quý vị hiểu nè. Đúng rồi, thuyết pháp đệ nhất, đúng rồi ha. Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất.
nói về ngài Phú Lâu Na là kể hết một bài nữa luôn đó, một tiếng đồng hồ cũng không hết cái đức hạnh của ngài này. Cho nên sư cô sẽ lược qua, chúng ta biết là không phải là ngài nói hay nói giỏi, dĩ nhiên là biện tài vô ngại và dạ, thì ngài mới là thuyết pháp đệ nhất đúng không, nhưng mà cái thuyết pháp đệ nhất của ngài còn ở đây nữa, một cái câu chuyện mà không thể không ai không biết. Nếu mình là đệ tử, mình xưng là Phật tử thì không thể không biết về ngài. Tức là khi mà có một cái làng đó mà người ta rất là dữ dằn, người ta rất là vô cùng là khó độ luôn, người ta dữ dội mà người ta khó tu, người ta can cường lắm, không có ai đến đó mà thuyết pháp mà độ được hết á. Thì Đức Phật mới hỏi là trong các ngài đệ tử thì có ai mà xung phong, có ai mà có phát nguyện đến cái làng mà dữ dằn đó mà độ sanh không, thì ngài Phú Lâu Na xung phong ngài đi đó. Cái Đức Phật hỏi là lúc mà ông đến đó người ta mắng chửi ông thì sao? Đó là chỗ đó người ta rất là khó dạy, giống như giờ cô mà đi qua bên nhóm đạo khác mà cô rao giảng coi, mà nó ám sát mình chết luôn á, chứ dễ gì đúng không? Thì lúc đó họ cũng khó khăn, họ cũng dữ dằn như vậy đó. Thì ngài Phú Lâu Na nói con sẽ đến cái chỗ đó để thuyết pháp. Cái Đức Phật hỏi là nếu như người ta mắng chửi ông thì sao? Ngài Phú Lâu Na trả lời như thế nào? À, nếu như mà ngày mang ta mắng chửi con thì con rất là cảm ơn, tại người ta chưa có đánh con. Cái Đức Phật mới hỏi là nếu như người ta đánh ông luôn thì sao? À, con cảm ơn người ta chứ, người ta chỉ đánh con thôi chứ người ta chưa có giết con. Xong rồi Đức Phật mới nói nếu như mà người ta giết luôn ông thì sao? Dạ con lại càng cảm ơn chứ, nhờ người ta giết con mà con lại nhập vô dư niết bàn sớm hơn nữa. Với cái tâm nguyện đó thì còn cái gì mà ngài không độ được không? À, ngài có phải đến đó để mà rao giảng, để ngài nổi danh không? Phải ngài đến đó để ngài xây cái chùa thiệt là bự cho mình làm trụ trì không? Có phải ngài đến đó để ngài trở thành giảng sư nổi tiếng nhất thế giới không? Đâu có. Mà ngài đến đó để ngài đem cái chân lý của từ bi và trí tuệ lan xa. Với cái tâm như vậy người ta chửi cũng không sao, tại người ta chưa đánh mình. Người ta đánh cũng không sao, tại người ta chưa giết mình. Mà người ta có giết cũng cảm ơn người ta luôn, tại nhờ người ta mà mình nhập vô dư niết bàn sớm thôi. À, với cái tâm đó thì đúng là ngài Phú Lâu Na là người duy nhất đến đó và độ được hết nguyên một cái vùng như vậy. À, chúng ta thấy rất là tuyệt vời, cho nên ngài Phú Lâu Na mới được cái danh hiệu đó là thuyết pháp đệ nhất. Cái hạnh của ngài vô cùng khiêm cung ha. Đoạn này cô giảng rồi, quý vị đọc lại cái đoạn kinh trên thì mới hiểu đúng không? Cho nên các bậc đồng tu phạm hạnh tán thán ngài Phú Lâu Na như thế nào, tự mình tri túc và giảng về tri túc cho người khác được nè. Tức là mình mà không làm như vậy mình giảng ai nghe không? À, hoặc là tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm nè, tự mình thành tựu giới hạnh rồi giảng về thành tựu giới hạnh nè, tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định. Nghĩa là ngài thực thu thực chứng, thầy nói tới đâu ngài làm được tới đó, ngài làm tới đâu ngài nói tới đó. Và ngài Phú Lâu Na rất là được đồng phạm hạnh tán thán, và Đức Thế Tôn như thế nào tán thán lại luôn, tức là ấn chứng cho cái lời của các vị đồng phạm hạnh là nói về ngài Phú Lâu Na như vậy là rất là đúng. Thì sao? Lúc đó thì ngài Xá Lợi Phất mới nói như thế nào? Ngài Xá Lợi Phất ngồi đó kế bên Thế Tôn không xa, và khi mà ngài nghe mọi người tán thán ngài Phú Lâu Na như vậy thì ngài khởi cái tâm như thế nào? Hồi ơi, thiệt là chân hạnh phúc thay cho cái tôn giả đó được bậc đạo sư và các bậc đồng phạm hạnh cùng tán thán, hy vọng là ta có một cơ hội để chi, để cùng đàm luận với tôn giả đó. Mình thấy một bậc trí tuệ đệ nhất, tướng quân trong chánh pháp, thượng thủ trong tăng đoàn rồi, mà khi nghe mọi người tán thán một người bậc đồng tu của mình, ngài có ganh tị không? Hồi ơi, đúng ra mình phải giỏi nhất chứ, mình trí tuệ đệ nhất mà. Ngài có khởi cái tâm đó không? Không. Cái chỗ này rất là hay luôn, chưa đi vào bài kinh mà cô nghĩ là quý vị nên học được từ những cái gì? Học được từ những cái đoạn này nè. À, chứ ta thấy là sao? Ngài là bậc thượng thủ rồi, nhưng mà ngài có tự cho là mình giỏi nhất, mình không có cần học hỏi từ ai không? Ngài nghe một người khác tán thán như vậy là ngài lập tức khởi sinh cái tâm là gì? Muốn đến đó để sao? Để cầu học với cái vị đó, để được đàm luận với cái vị đó. Cái này chúng ta phải học hỏi nè. Nhiều khi mình tự nghĩ mình giỏi rồi đó, mình không có muốn nghe người khác nói nữa. Trời ơi, bà đó mà biết gì tôi còn biết nhiều hơn. Cứ cái tâm như vậy là không bao giờ học hỏi được cái mới. Mà cái này cô gặp nhiều lắm. Thậm chí Phật tử đi chùa cũng vậy, xưng với sư cô tùm lum tà la hết á, thầy con là hòa thượng đó đó chứ vậy. Thầy mình là hòa thượng đức cao vọng trọng đó, nhưng mà mình có được phần nào của hòa thượng mình không, của hòa thượng ân sư của mình không? Mình đem cái danh hòa thượng mình ra mình rao, còn mình thì mình không có tu sửa được một cái gì hết. Bởi vì đó là lý do tại sao mà cô ít quy y cho Phật tử dữ vậy, mà cô cũng không quy y online là vậy luôn đó. Rồi chi đi xưng đó là tôi là đệ tử của sư cô đó hả? Rồi cái mình làm chuyện nó rất là vô duyên luôn. Ở đây em nào mà quy y với sư cô để ý rất là kỹ luôn. Cô chị cô từng chút một luôn. À, Phật tử quy y ở đâu mà Phật tử ngoài về cô còn nhắm mắt mở vậy, chứ có Phật tử quy y với mình cô rất là kỹ. Nên không có phải là mình quy y với người nổi tiếng xong cái mình nói thầy tôi là nhất nè, thầy tôi là số 1 nè, thầy tôi là số 1 rồi nên tôi đâu cần nghe ai nữa đâu. Nên tôi không có cần ấy nữa. À, thường là ở đây Phật tử mình có cái bệnh này rất là nhiều ha. Là mình quy y càng với cái vị mà tôn đức lớn là mình càng phải khiêm hạ. Thầy mình nổi tiếng thiệt nhưng mà mình có tu được gì không mà mình cứ đi đâu mình cũng rao. Thậm chí có người còn muốn làm một bộ sưu tập pháp danh nữa.
cứ đi qua Mỹ quy y với thầy nổi tiếng này, qua Canada quy y với thầy nổi tiếng khác, qua Việt Nam quy y với thầy nổi tiếng khác, nghiêng một bộ sưu tập pháp danh là thầy nào còn là sư phụ của con hết, làm tàn thầy nổi tiếng không à. Là chi vậy? Hôm bữa cô cũng có gặp mấy chị ở Việt Nam đây, cũng hỏi là nhà có một đứa con duy nhất thôi, rất là muốn cho con mình đi tu. Hỏi sư cô mà giờ đi tu đâu? Cái thầy A đó nổi tiếng ở bên nước đó, thầy B nổi tiếng bên nước đó, rồi cái thầy ở Việt Nam là có hai thầy nổi tiếng vậy đó, chùa vậy đó, đều xin con trai của con đi tu. Thì cô thấy con nên cho con tu chỗ nào? Cái chuyện quan trọng là con mình nó có muốn đi tu hay không, con mình nó có chịu theo được cái nếp sống của thiền môn không. À, chứ không phải là con mình đi tu với cái thầy nổi tiếng nào thì là con mình nổi tiếng liền, đâu có được đâu. Cho nên chúng ta thấy là bởi vậy hết sức thận trọng hai cái chữ Phật tử. Mình Phật tử mà không giữ năm giới, Phật tử mà không biết Phật pháp tăng là gì, Phật tử mà 3 tháng trời không thấy về chùa lại ông Phật được một cái, Phật tử mà mỗi tháng không ôn tụng năm giới, mình không không có tư cách xưng Phật tử luôn. Mình cứ đem xưng là Phật tử, thật ra mình không biết gì về Phật giáo hết. Này là rất là thiếu sót cho đời mình ha. Hai nữa là quý vị mà cũng hết sức để ý chỗ này. Mình thấy là ngay cả trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất rồi mà Ngài còn rất là khiêm hạ khi mà nghe cái công hạnh của một bậc đồng tu, đó là sư đệ của mình đó, chưa có phải là giỏi giang như mình, trí tuệ như mình, mà Ngài còn phát khởi cái tâm khiêm hạ và muốn đến học hỏi. Chứ mình bây giờ mình chưa được như vậy, chỉ có thầy mình nổi tiếng thôi mà mình đã bắt đầu làm chảnh quá chừng, làm chảnh mình không nghe ai, mình không chơi với ai, mình chỉ đi cái đạo tràng đó thôi. Đạo tràng của tôi là tu chính hiệu như vậy, rồi đạo tràng khác tu không chính hiệu hay gì. Hôm qua có người còn chửi sư cô là uổng công cho cô học gì tới tiến sĩ, cô rao giảng tịnh độ vậy cô, chửi quá chị, chửi trên YouTube với email luôn à. Ủa học tiến sĩ là không được giảng tịnh độ vậy? Rồi tịnh độ pháp môn người ta tu từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, mình không thích niệm Phật thì thôi, chứ mắc gì mình phải phỉ báng người niệm Phật. Mình nghĩ là mình tu pháp môn cao ghê lắm, còn mấy chị mà niệm Phật là mấy chị tu chậm, tu không có tiếng. Hồi xưa ông Phật không có niệm Phật mà thành Phật, bây giờ niệm Phật là sao, vậy đâu được đâu. Tự nhiên chửi sư cô quá, chửi là sao sư cô đi học tới tiến sĩ rồi cô ngồi cô giảng tịnh độ làm chi vậy cô? Cô cũng niệm Phật mỗi ngày nè, thiệt, ai ghét em chịu, ai chê em nhận, chứ mà em cũng ngày nào cũng niệm Phật ngày nào cũng niệm Phật ít nhất là 15 phút cho tới nửa tiếng. Cho nên là đó, cái chuyện mà mình chắc cái pháp môn của mình là số 1 nó rất là nặng ở đây ha. Nhưng mà mình thấy như Ngài trí tuệ đệ nhất như vậy rồi mà Ngài còn khiêm hạ đi khởi được cái tâm là đi học hỏi với người ta, chứ mình tu được mấy đâu mà mình cứ tưởng như mình biết nhiều lắm là rất là sai ha. Rồi tiếp tục như thế nào? Rồi sao cuối cùng là sau khi mà đảnh lễ xong thì sao? Tôn giả Phú Lầu Na sao? Thân dọn lại sàn tọa, cầm y bát khởi hành đi Savatthi. Dễ thương không? Dọn đồn cái đi liền luôn. Đến là đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi tiếp tục cái con đường hoằng pháp của mình. Đó, dễ thương tới mức độ đó. Đức Phật chỗ này tại sao cô phân tích kỹ từng lời kinh như vậy? Như khi quý vị đọc qua, quý vị đâu để ý cái câu này đâu, không? Bình rất là bình thường, nhưng nó là cả một cái nét đẹp. Tại sao? Mình có cần phải thế nào cũng ngồi kế bên Đức Thế Tôn mới được không? Thế Tôn nổi tiếng mà, Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác mà. Mình phải ở kế bên Thế Tôn để mình được lợi dưỡng, là mình nổi tiếng, mình chụp hình chung rồi đăng mạng Facebook được các kiểu, có không? Không. Cái hướng của Ngài đi hoằng pháp độ sanh là Ngài biết cái chỗ nào Ngài đến đó hữu duyên độ người, Ngài sẵn sàng xách túi Ngài đi. Mà một mình cất bước, một mình vân du, dễ thương không? Vô cùng dễ thương. Ở đây có nhiều vị cứ 1, 2, 3, 4 là gọi điện về cái gì đó, về điện thoại của đạo tràng. 10 người thì hết 8 là hỏi khi nào cô Hiếu có ở chùa, Vu Lan đến chùa có được gặp cô không, chủ nhật đó đến chùa có được chụp hình với cô không, các kiểu. Nếu mà cô có ở chùa thì tới, cô không có ở chùa là không tới. Bằng chứng là hôm nào ví dụ như mà khóa tu ở Busan, cô về Busan là chùa không một người tới. Hôm bữa cô về Việt Nam 10 ngày là không thèm ai tới đây luôn. Ghê gớm tới mức độ vậy. Chứ vậy đâu phải tôi kêu cô coi đâu, đúng không? Ừ, rất là kỳ cục luôn. Về là phải được đứng chụp hình như vậy, phải kế bên cô, phải có cô đây. Nhất là có nhiều vị chắc tới mức độ mà chụp hình phải đứng kế bên cô, người khác vô là không được luôn. Như vậy có hợp lý không quý vị? Không ha. Mình thấy như Ngài Phú Lâu Na đó, cô là cái gì so với Đức Phật, phải không? Nhưng mà Đức Phật nổi tiếng như vậy, Đức Phật chánh đẳng chánh giác như vậy, Ngài Phú Lâu Na có ngồi kè kè với Đức Phật không? Suốt ngày có đòi ở lại thành vương xá với Đức Phật không? Con phải ở kế bên Đức Phật có không? Không. Ngài được tán thán, Ngài được tuyên dương xong rồi Ngài sao? Ngài xách túi Ngài đi tiếp, đi cái chỗ mà Ngài cần phải đi để hoằng pháp. Mình thấy Ngài thông dong tự tại vô cùng, chứ không phải được khen xong cứ ngồi đó nhận bằng khen, đứng đó cho ta đến ta tuyên dương. Ê biết tôi không? Tôi Phú Lâu Na đó, nãy tôi được Phật khen đó, có vậy không? Không có tính nó chút nào. Cho nên mình càng đọc kinh mà mình đọc càng chậm, mình cứ đọc đi đọc lại, có những cái câu đọc lướt qua nó không có cái gì là như là lời pháp, nhưng nó thật sự là lời pháp. Cho ngược giờ mình thấy có nhiều người đó phải là ở cái vị trí hàng đầu nha. Mình phải làm MC nha, mình phải làm dẫn chương trình nha, mình phải lễ tân nha, người ta tới người ta phải thấy mình nha. Còn ở trong bếp hay nhà vệ sinh là nhất quyết em không xuống rửa chén, em không vô chà nhà vệ sinh đâu nha.
Thậm chí chỗ nào có sư cô thì đến, chỗ nào không có sư cô là không đến. Thậm chí là có cô Trung cũng không thèm đến nữa. Kinh khủng tới mức độ vậy. Cho nên mình thấy là cái này là mình tu nó, tu phải thành thật, tu đừng có trật, tu đừng có lật đật. Đoạn này là quý vị mà đi nghe pháp thoại với sư cô, đi tu tập với sự hướng dẫn của sư cô thì thuốc đắng giả tập. Dĩ nhiên là cô không nói để xun xe, cô nói xun xe, cô đứng đó cô chụp hình em làm hoa hậu thân thiện vậy, em đông khách ghê. Nhưng mà cái đó nó phình trương cái bản ngã của mình ra. Mình đi tu là mình phải gọt cái bản ngã mình vô, chứ không phải để phình trương cái bản ngã mình ra. Có nhiều vị là thôi nói nữa là mất khách nữa, thôi em dừng tới đây thôi, cho nên là phải hiểu được là đến chùa không phải lúc nào cũng được cô xuân xe, cô khen ngợi cô ấy đâu. Thường là những người thân cận cô nhất là những người bị la nhất. Ở đây thằng Hiệp nó rất là giỏi, phải nói Hiệp là cái đứa phụng sự viên giỏi nhất từ trước đến giờ mà đạo tràng mình có được. Mà quý vị hỏi thằng Hiệp một ngày bị sư cô la bao nhiêu lần, nó là đứa phụng sự viên mà giỏi nhất từ đó đến giờ chùa mình có đó. Mà tối bị la, sáng bị la, trưa bị la, nấu ăn cũng bị la, bưng cái gì lên cũng bị la, thì quý vị biết cỡ nào. Càng thân cận thì mình mới càng có cơ hội để chỉnh sửa, mà càng cái người mà có ý chí mà sửa đổi mình mới dám sửa đổi. Còn mà mình cô la một cái là đi luôn, hồi trưa có mấy chị tới rồi đi về luôn đó, thấy chưa? Đó là biết, là biết liền ha. Cho nên ở đây quý vị thấy tôn giả Phú Lâu Na sau khi được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài từ tạ đi để nghỉ trưa. Đời sống tăng đoàn giản dị gọn gàng, muốn đi là đi thôi, ba y một bát thôi. Giờ mình đi bắt đầu, hồi ơi, cô nói thiệt á, cô chỉ cần chở mấy đứa nó đi ra ngoài đi hành hương thôi là nó cụ bị. Nào là kem chống nắng nha, nước nha, giày nha, dép nha, nón nha, trang điểm nha, bôi kem nha, các kiểu luôn, chứ đừng nói về chùa ngủ có một đêm thôi là tha theo một thùng đồ. Quá sức quá trần luôn. Vô chùa hỏi cô là có lotion không cô, có nước tẩy trang không cô, có máy sấy tóc không cô, quá chừng rồi mới hỏi có cái lược luôn không đi. Cô nói có luôn, giờ cô sắm đủ hết rồi. Nhà mình bây giờ là vừa nước tẩy trang nè, tẩy mỹ phẩm nè, chét chét đó, tẩy trang nè, lotion nè, rồi dưỡng da, dưỡng ẩm, các kiểu máy sấy lược, cô mua cả chục cây cô để trong luôn đó. Để cho mấy bà bớt bớt cái công cụ đi. Mà quý vị biết không, nói xin lỗi nha, quý vị nào mà đang về chùa hôm bữa cái gì đó, cái gì bữa gì mình lễ vía Quán Âm phải không, ngủ ở đây một nhà đúng không, hôm sau cô với cô Trung lụm được ít nhất á là mười mấy cái tiết mỹ phẩm của quý vị nha. Ai bỏ quên để lợi nhà, toàn là hàng hiệu không, kem chống nắng các kiểu, lotion dưỡng da các kiểu, quá chừng cứ xong mỗi khóa tu là cô với cô Trung đi hốt được một rổ mỹ phẩm thành dữ dằn vậy. Ngày xưa chư tăng đâu có dữ vậy đâu, chư tăng giản dị gọn gàng, rất nhẹ nhàng, không có vướng mắc gì hết. Mình trần dù chửi đi về không có vướng díu, mình quá trời vướng luôn, quá chừng là vướng. Cho nên mình bớt được chứ nào bớt cái đó ha. Không phải không cho quý vị làm đẹp, không phải cho quý vị dưỡng da, nhưng mà mình dưỡng xong rồi mình đem về nhà, mình đừng có thả ở đây nha. Bây giờ là nguyên cái tủ ở trong nhà vệ sinh của mình là nó đầy mỹ phẩm ở chổng rồi, giờ không biết làm sao mà giải quyết. Mai mốt cô mở hội chợ, cô bán hàng sale giảm giá, thành ra là đem bass lại đi, cô kiếm tiền xây chùa luôn rồi. Trong rừng mà suối, trong rừng suối cô đem bass lại kiếm tiền xây chùa, quá chừng quá đất không à. Không, ở đây là phiên chợ không đồng không mà rổ rá sàn xê gì cũng đem đi bán, mà bán không có lấy tiền không à. Đó, nguyên xề bánh mì đây đó, hồi mỗi người đè tha mấy ổ dây cô nha. Đó, ở đây chúng ta thấy là mình không có dướng, mình dướng dữ lắm, nhiều đứa là dướng kinh dị, cho nên là mình thấy mình bớt được cái gì mình bớt ha. Lâu lâu tới chùa bữa thôi ăn mặc giản dị. Bữa nay á quý vị biết tới độ mà chùa phải đi bán đồ người tu luôn, bán đồ tu sĩ, bán đồ Phật tử đi chùa á, biết sao không, điệu quá trời điệu. Mà bữa trước mặc cái áo hồng là bữa nay phải mua cái áo xanh, mặc cái áo màu xanh có rồi là phải mua cái bông sen đó, quá chừng mua luôn, quá chừng chừng rồi. Bây giờ mà không có áo là không chịu về chùa nữa. Thôi con bận lắm cô, con đi làm về con không có áo đi chùa là không chịu đi chùa. Bữa nay cô với cô Trung sắm cho mấy trăm bộ để sẵn nha, rồi đừng có lý do là không có bận áo rồi không về chùa, quá chừng là dính đó. Thiệt ra là cũng khuyến khích quý vị là mỗi người sắm một cái áo tràng là được rồi đúng không, một cái áo tràng lam của mình, cho để mình mặc cái gì bên trong cũng kệ, tới hồi mình lên mình tụng kinh mình khoác áo tràng là nó trang nghiêm liền phải không. Vậy mà đó mua được 80 bộ đồ, chứ một cái áo tràng là không mua nha, nhất quyết không mua nha. Kỳ vậy chứ. Mà hồi chưa Covid thì không sao, bây giờ Covid rồi chùa có giặt ủi thiệt cho quý vị, nhưng mà nó cũng mất vệ sinh vậy đúng không. Chứ cô khuyến khích quý Phật tử, nhất là vị nào đã quy y Tam Bảo rồi, chịu khó. Một cái áo tràng đâu có bao nhiêu tiền đâu, có 150.000 tiền Việt Nam thôi. Ở đây còn không đủ 150.000, không đủ tiền uống ly Starbucks coffee nữa đúng không. Vậy mà uống 10 ly cà phê được, chứ mua cái áo tràng là không mua nha. Kỳ vô cùng vô tận á. Cô may 300 cái áo tràng mà bây giờ nhà không còn được 50 cái là quý vị biết nó đi về đâu rồi đó. Nó đi về nơi xa lắm rồi. Không phải em nói đây để em kể, nhưng mà vị nào đã lỡ lấy áo tràng của chùa rồi, chịu khó tinh tấn đi chùa giùm cho đỡ phí cái áo tràng của cô được không? Ừ, nha. Rồi,
Đó, rồi quý vị đang ngồi ở đây đừng có gật không, mà chịu khó về nhà sắm cho mình cái áo tràng. Chứ đâu cần phải mặc màu xanh, màu đỏ, màu vàng các kiểu đâu đúng không? Mình chỉ cần tha cái áo tràng mình bỏ trong cặp thôi, là mình đi tới đạo tràng nào nó cũng y vậy rồi. À, là mình mặc vô là nó vừa kính, thậm chí bằng đầm rồi bằng áo tràng vô nó cũng kính che luôn rồi, đâu có sợ gì nữa, phải không? À, cho nên là ráng sắm áo tràng ha, nhẹ nhàng, vướng mắt không có dính kẹt. Ở đây một cái câu ngắn gọn thôi mà cô còn ngưỡng mộ quý thầy đó ha. Quý thầy ngày xưa đâu dính kẹt gì đâu, muốn tới là tới, muốn đi là đi. Còn mình bây giờ muốn tới không có tới, muốn đi là gói thêm một thùng đồ. Thôi chiều nay chở nghiệp đi là gửi thêm một thùng đồ đó. Cô Trung hay ghẹo là gửi nhỏ đi, gã nhỏ đi làm, gã nhỏ đi làm phải có của hồi môn đó. À, cực quá ha. Cho nên là ở đây sư cô với cái tinh thần là không có muốn quý vị phải cảm thấy là nặng nề, ức chế hoặc là khó khăn khi về chùa. Nên là cô tạo cái không gian thiền môn nó hết sức là gần gũi, thân thiện để cho quý vị về chùa giống như về nhà. Nhưng mà mình phải biết là chùa với nhà nó khác nhau. Mình cô tạo mọi điều kiện cho quý vị thoải mái, nhẹ nhàng khi về chùa cũng như về nhà. Ăn uống, ngủ nghỉ, tắm giặt nó thoải mái, nó không có gì hạn chế. Nhưng mình phải biết rõ được mình đang đến chùa chứ không phải ở nhà. Cho nên trong chùa thì nó có cái gì? Nó có thanh quy, đúng không? À, giờ nào ăn, giờ nào công phu, giờ nào chấp tác, giờ nào nói chuyện, giờ nào nghỉ ngơi. Nó phải có giờ có giấc. Cho nên hồi trưa mấy em nó bị cô la là vậy đó. Không phải cô ghét nó mà cô la. Mình nó cái tập khí nó không có đổi được. Ở nhà muốn làm gì thì làm, rồi tới chùa cũng muốn làm gì thì làm, thì có được không? Đâu được đâu. Chẳng lẽ cả đại chúng ngồi chờ mấy em nó xong rồi tới 12 giờ tụi nó thích thì tụi nó vô, cái mình 12 giờ mình ăn cơm, 12 giờ mình ăn cơm, cái 12 rưỡi tụi nó vô, cái tới giờ giờ xong rồi nghe pháp, đúng không? À, đó là cái lý do sao mà cô nói chùa nó vẫn khác cái nhà là vậy đó. À, cô tạo điều kiện cho quý vị về chùa thoải mái như ở nhà, nhưng không có nghĩa là quý vị biến cái chùa thành cái nhà quý vị luôn, hiểu không? Cho nên về chùa thì chịu khó mỗi người nhường nhau chút xíu ha. Ở nhà mình không ăn giờ đó, không ngủ giờ đó thiệt, nhưng mà thôi mình đến chùa hoan hỷ, hợp tác với sư cô cùng đại chúng để mình có một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Sau đây mình xây cho được cái chánh điện lớn là càng đông người về chùa nữa, mà càng đông về chùa nữa thì mình càng phải giữ thanh quy, được không? Chờ mai đây cô gửi một cái thanh quy dán ở trong chánh điện cho quý vị về chùa, và những cái điều tâm niệm của quý vị mà hành giả mà phát nguyện công quả, để quý vị biết là khi mình làm công quả cho chùa thì mình khởi cái niệm gì để cho cái công đức của mình nó viên mãn, mình làm không có tổn đức mà phước nó tăng. Chứ nhiều khi mình về mình nghĩ là mình làm công quả cho chùa, nhưng mà thiệt ra công quả thì phước không có bao nhiêu mà mình tổn phước nhiều hơn. Lý do sao? Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp rất là nhiều. Bởi vì cô hay nói giỡn mà nói thiệt, cái chùa này để mình cô khẩu nghiệp được rồi. Quý vị về đây bớt giữ, bớt khẩu nghiệp là vậy đó, bớt nói là vậy đó. Càng nói sai nhiều là càng sai nhiều. À, cô ngồi đây mỗi một tuần có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà quý vị thấy lúc nào trước khi lên pháp tòa cô cũng rất là ít nói và phải lạy Phật không? Lạy Phật để chi? Tại sao trước khi mình giảng pháp mình phải niệm Phật vậy? Niệm Phật để chi? Chứ mình ngồi đây mình nói thà không nói gì là không biết ai, không ai biết mình sai, mà mở miệng ra là thế nào cũng có cái sai. Mình nói 1000 câu đúng mà chỉ cần một câu sai thôi, mà chưa chắc sai, chỉ cần nói nhầm, nói lẹo lưỡi thôi là thiên hạ sẽ cắt ngay cái câu đó để mà chửi mình tới già, đúng không? À, cô có thể làm 1000 điều tốt cho quý vị, chứ quý vị bữa nhớ bữa quên. Chứ hôm nào mà cô nói một câu hoặc là có một thái độ gì đó hoặc có một cái hành động gì đó quý vị không hài lòng là quý vị nhớ cái hành động, cái câu nói đó riết luôn, chứ không phải không, đúng không? À, kể vì sao Đức Phật đã nói là sao? Bản chất của chúng sanh là rất là vô ơn. Cái này Phật nói chứ không phải cô nói, đừng nói cô chửi quý vị. Phật dạy là bản chất của chúng sanh là rất là vô ơn, không có biết ơn. Cho nên khi mà người ta giúp cho mình á thì mình coi cái chuyện đó là hiển nhiên. Hay khi người ta không giúp mình á, hoặc là người ta đụng tới mình á, là bắt đầu mình có cái thái độ rất là trả đũa. À, đây là cái phàm phu tâm của mình, mình biết là mình sửa ha. Nói vậy để chỉ trích nhau, sư cô có không? Có chứ. Nhưng mà mình nhắc lại để chi? Để mình biết là tâm chúng sanh nó như vậy, mình phải sửa dần dần ha. Rồi sao? Khi mà tôn giả Phú Lô Na đảnh lễ Đức Phật đi rồi thì sao? Ngài tôn giả Xá Lợi Phất vội vã đem theo tọa cụ đi theo sau lưng tôn giả Phú Lâu Na, đầu hướng về phía trước mặt. Rồi tôn giả Phú Lâu Na đi sâu vào rừng, ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi đi sâu vào rừng, ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Quý vị nghe hiểu gì không? Hiểu không? Hiểu tại sao cô phải dừng lại chỗ này để giảng tiếp lời kinh không? Vẫn chưa vô bài kinh đó. Tại sao dễ thương tới đoạn này? Ngài tôn giả Xá Lợi Phất lúc đó mới biết đây là Phú Lầu Na. Trước giờ có biết không? Không biết mặt, chỉ nghe danh thôi, chỉ nghe mọi người tán thán thôi. Hôm nay thì mới biết ngài này là Phú Lầu Na nè. Cho nên sau khi ngài Phú Lầu Na lạy Đức Phật mà đi thì ngài Xá Lợi Phất cũng gắn gói đi theo. Đi theo mà có nói là ê, tôi là Xá Lợi Phất nè. Không, xách cái tạ cụ cái bồ đàn đi theo rất là ngoan ngoãn vậy. Xong rồi thấy ngài kia đi sâu vô rừng. Tại vì thông thường thọ thực xong là sẽ có cái giờ nghỉ, đúng không? Giờ nghỉ là giờ tọa thiền, thiền quán của quý ngài.
Cho nên ngài Xá Lợi Phất rất là sao, đi theo để muốn làm gì đây? Để đàm đạo với tôn giả Phú Lâu Na đó. Nhưng mà ngài có vồ vã, có bổ bả vô hỏi: "Ê, nói chuyện với tôi không?" Không. Thấy ngài kia đi sâu vô rừng ngồi nghỉ dưới gốc cây, ngài Xá Lợi Phất cũng đi sâu vô rừng ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Dễ thương không? Nhiều vị mà chạy vô trong ở đây, nhiều vị mà đến chùa gặp sư cô nè, bất chấp giờ đó là giờ cô đang chuẩn bị đắp y lên công phu, bất chấp giờ đó là giờ cô sắp sửa thuyết pháp, bất chấp giờ đó là giờ cô ăn trưa, nhảy vô cô chụp với con tấm hình cô. Cô lại con ngưỡng mộ cô lắm, mẹ con bên Việt Nam kêu con qua đây gặp cô chụp tấm hình. Nhiều khi không biết sao luôn á. Có vậy không? Có nhiều vị hỏi pháp của sư cô vui ghê lắm chứ. Cô đến mà hỏi bất chợt vậy có được không? Quý vị thấy cái thời nào nên hỏi, thời nào nên nói, thời nào nên thương. Ngay cả ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất tướng quân trong chánh pháp, ngài cắt cái gối đi theo mà ngài thấy ngài kia nghỉ trưa, ngài có hỏi liền không? Không hỏi liền, ngài cũng ngồi dưới gốc cây nghỉ trưa chờ cái ngài kia nghỉ xong. Nhiều đây thì mình thấy rất là sao ạ? Cái cách ứng xử cực kỳ khéo léo. Hôm trước sư cô có giảng một cái bài là Phật dạy những cái cách ứng xử khéo léo, nhớ không? Quý vị nghe lại bài kinh này nha. Bài kinh này cô giảng ở chùa Giác Ngộ ở Việt Nam hôm tháng 6 vừa rồi. Quý vị phải nghe nguyên cái combo này, Đức Phật dạy những cái cách ứng xử khéo léo như thế nào, nó còn hơn cả đắc nhân tâm nữa. Trong kỹ là gieo cái nhân lành đời này mà còn đời sau nữa. Quý vị phải nghe lại bài giảng này được không? Phật dạy cách khéo ứng xử. Ở đây chúng ta thấy là không hề nãy giờ chưa thấy Thế Tôn thuyết pháp một câu nào đúng không? Chưa thấy ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp một câu nào, nhưng nội những cái lời kinh mà diễn giải cái hành vi của quý ngài thôi, mình thấy đã là một cái bài pháp chưa? Cái cách khéo ứng xử của quý ngài vô cùng dễ thương. Cho nên sư cô rất là thích đọc kinh là gì đó, cô muốn truyền cái cảm hứng mà mê đọc kinh cho quý vị luôn đó. Mình phải rung động, tim mình phải rung động mỗi khi mình đọc cái lời kinh của Đức Phật. Hồi nãy ai tụng kinh Vô Lan ngồi khóc hù hụ đằng sau? Ai? Đi về rồi hay sao? Có ai đây mà không dám trả lời không? Hồi nãy sư cô với cô Trung ngồi trên này tụng kinh Vu Lan mà ở dưới trời ơi là khóc chắc hết nguyên một cái hộp khăn giấy của em. Sao? Hết một hộp khăn giấy của em luôn đó. Sao khóc dữ vậy? Có phải là cảm động không? Kinh Vu Lan đọc tới đâu cảm động tới đó đúng không? Ơn đức mẹ cha nhiều quá, mình đọc tới đâu mình xúc động, mình ngồi mình khóc đúng không? Cô hy vọng là sau này không phải kinh Vu Lan không nữa, quý vị đọc những cái bài kinh trung bộ giống như sư cô nãy giờ giảng cho quý vị đó, quý vị cũng thấm được từng lời pháp trong đó, gọi là cái gì? Pháp hỷ, tức là niềm vui, hay trong pháp hoặc là pháp lạc, tức là cái sự an vui, cái niềm vui mà mình tự cảm nhận được, nó thấm vô từng tế bào của mình. Quý vị có cái điều này, quý vị đi đâu cũng bình an hết á. Tại vì mình giống như hôm bữa sư cô nói sao, lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Mỗi lần mà có cái sóng gió gì đến, mỗi lần mà có cái thị phi gì đến, mỗi lần mà có những cái bất trắc, bất như ý xảy đến, quý vị tưởng sư cô không có những lúc đó hả? Có chứ không, chứ đứng mũi chịu sào làm dâu trăm họ là em nè. Người ta mà khen mình thì người ta cũng cái lưỡi đó, người ta cũng chửi mình, cũng giống như là đưa mình đến tận mây xanh rồi vùi mình xuống bùn đen vạn kiếp vậy đó. Em ở đây là em đứng mũi chịu sào. Những lúc như vậy cô làm gì giờ? Cô nói đó, có những phút ngã lòng tôi bệnh câu kinh mà đứng dậy. Lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho ta điểm tựa. Cô có một cái niềm vui rất là bất biến luôn. Đó là mỗi lần cô tụng kinh, chỉ cần đắp cái y lên lạy Phật một cái, sướng lên một câu là bao nhiêu phiền não nó hóa thành mây không liền. Chỉ cần ngồi thiền xong là bao nhiêu cái mệt mỏi của cái khóa tu ngày Chủ nhật đó, là nó tan biến luôn rồi. Đó là sao? Tự mình chữa lành cho mình, tự mình tạo cái hạnh phúc cho mình. Cho quý vị ở nhà cũng vậy, chồng mình cũng không hoàn toàn vừa ý mình, con mình cũng làm mình phiền não, đi lên công xưởng mà làm có dễ dàng không? Đây đâu dễ dàng mà kiếm tiền được của người Hàn phải không? Ông trầy da róc giấy biết bao nhiêu. Thì những cái lúc mà mình khổ đau đó làm sao? Đừng đi kể với bà lối xóm. Kể bữa nay bà chị em với mình thì bà ngồi nghe. Bữa sau kia bà đi nói xấu. Ê, thấy nhỏ đó vậy chứ gia đình nó không hạnh phúc đâu. Vậy bla bla các kiểu rồi xong. À, những lúc mà mình như vậy đó, mình tốt nhất là về chùa ha. Còn nếu không về chùa được á, thì mình ở nhà mình thỉnh một cái tôn tượng Phật nho nhỏ, mình ngồi mình có thể tâm sự cho Phật nghe. Phật nghe, Phật không bao giờ đi nhiều chuyện cho ai. Hoặc là mình kể cho cô Hiếu nghe, cô Hiếu cũng không bao giờ nhiều chuyện cho ai. Hoặc mình có đến đây mình khóc than, mình kể lễ, cô Hiếu cũng không vì như vậy mà chê trách mình. Phải nói là cái chuyện tu nó khó lắm, nó khó vô cùng. Cho nên khi mà mình có những cái phút mà ngã lòng như vậy, mình nên đọc kinh. Cái lý do mà sư cô ngồi đây hàng tuần, quý vị có thích nghe hay không nghe, quý vị có bận hay không bận, cô vẫn bắt quý vị ngồi nghe 50 phút rồi mới được về. Không nghe trực tiếp ở đây thì nghe online là tại sao vậy? Để cho mình thấm đất tâm ướt, hạt đậu năm xưa nó mới nảy mầm. Giờ mà mình không rưới từng lễ, từng giọt nước vô, cái tâm mình nó khô cằn sỏi đá, cỏ nó còn không thèm mọc hết chứ ở đó đâu mà bông trái mà nó lên cây đúng không? Muốn cho cái cây quả
quả phước nó đơm hoa, muốn cho cái cây tuệ giác nó đơm hoa thì mình phải tưới phân bón cho nó chứ, đúng không? Mình ăn một ngày 3 bữa, 7 ngày trong tuần dị chi mình ăn ít nhất là 21 bữa, chưa kể các bữa phụ và bữa tiệc. Vậy mà một tuần lễ mình không cho cái tinh thần của mình nó ăn một bữa nào hết, không cho đời sống tâm linh ăn một bữa nào hết, rồi bởi vậy sóng gió cuộc đời nó dập đến, hỏi sao mà mình lên đên, mình lao đao, mình trên trao, mình khóc la dữ vậy, khổ sợ dữ vậy. Bình thường đang còn phơi phới vậy, cô rủ về chùa tụng kinh nghe pháp thoại với cô, không bận lắm cô không biết làm gì mà bận hoài. Rồi tới hồi mà khi mà cái chuyện mà nó không như ý là làm ăn rồi thất bại, con cái rồi nó hỗn hào, nó bất hiếu, rồi tiền bạc là không được, rồi bị lừa, bắt đầu chạy về, trời cô cúng giùm con cái đi, bữa nay con giống bị trả nghiệp, bị đổ nghiệp quá, không biết làm sao, không biết làm sao. Lúc mà mình còn có phước mình về mình tu đi hen, mình rửa cái chén cũng là có phước, mình lại phật cái cũng có phước, bị cô la cái ít ra là mình ăn cơm nửa tiếng mình có được nói tiếng nào không? Không, chỗ đó là ba nghiệp thanh tịnh rồi, chỉ có ngồi nhai cơm thôi, làm ăn gì được nữa đâu. Nói cái là bị cô chửi rồi, thân mình cô khẩu nghiệp cho đại chúng, bớt khẩu nghiệp đó, phải không? Nên mình thấy là cái việc về chùa một tuần lễ một lần nó rất cực kỳ có giá trị. Cái việc mà quý vị nghe một tiếng đồng hồ pháp thoại mỗi tuần thấy như kiểu chơi chơi vậy đó, nhưng mà nó có gieo chủng tử không? Có nha. Mình có rưới một giọt nước ở trong cái tâm của mình cho cái bông tuệ giác của mình nó được nuôi dưỡng không? Chứ bây giờ nó khô cằn sỏi đá quá, đời nào nó đơm hoa kết quả đây? Ít ra cũng có một trận mưa vậy, ngày mai mình bắt đầu thu hoạch được cà tím, phải không? Mấy nay nó quá chừng là khô hạn rồi, phải không? Cây cối nó còn vậy, đừng nói đời sống tâm linh mình bỏ phế nó rồi sao mà mình có cái chất liệu của từ bi và hạnh phúc. Người ta nói mình câu cái mình buồn, nhỏ đó trời ơi em giúp nó quá chừng mà sao nó đi thị phi em á cô. Kệ nó chứ, nó thị phi là khẩu nghiệp của nó. Còn mình đâu phải vì cái đầu môi chót lưỡi của nó mà mình mất giá trị của mình đâu. Cỡ như sư cô nè, chửi cứ chửi. Em vui em cứ vui. Tại vì mỗi ngày em đều tiếp xúc với lại lời kinh tiếng kệ, và chỉ cần cô soạn bài cho quý vị là cô rất vui. Cô đọc bài kinh nãy giờ chưa tới vô đề nữa đúng không? Cô đọc mới có cái đoạn mở đầu thôi mà cô đã vui từ hôm qua tới hôm nay rồi. Cô đọc lại cô vẫn thấy vui. Cho nên cô muốn quý vị rằng sao? Mình học được cái pháp hành để mình về. Có thể quý vị bây giờ quá là sơ cơ đi, như những tấm chiếu chưa từng trải. Cho nên mình tự đọc mình đâu có hiểu gì đâu. Đọc chưa hết 2 trang ngủ quắc đó rồi. Thì bây giờ quý vị chịu khó ngồi đây cô đọc cho quý vị nghe. Nhưng mà sau này quý vị tập quen đi rồi thì quý vị sẽ tự đọc và tự cảm nhận được cái niềm vui đó nó lớn lắm. Không phải là ai cho mình cái gì mình mới vui, không phải người ta khen mình mới vui, người ta chê mình vẫn vui. Tại sao mình vui? Không phải mình là con khùng đâu. Mà tại mình vui là tại sao? Tại vì mình biết là cái giá trị của mình nó không có trồi sụt theo cái đầu lưỡi bà kia, đúng không? Nói gì thì nói chứ, cái chuyện của em, cái lý tưởng của em, cái việc giữ giới đức của em trong sạch, em tử tế, em làm việc thiện, thì không phải là vì cái lời nói của chị mà em mất giá trị, đúng không? Mà khi mình hiểu được vậy thì mình thấy thương cho mẹ đó chứ. Thôi tự nhiên đi khẩu nghiệp, cái miệng nó xinh thế chỉ nói điều hay thôi, mẹ không nói điều hay mẹ đi khẩu nghiệp mình, vậy tương lai mẹ có bị người khác khẩu nghiệp lại không? Mẹ thấy tội nghiệp cho người ta ha. Chứ giờ mình tức tưởi làm gì? Không cần phải tức tưởi, không cần phải trả đũa trả thù lại, tại vì cái gì nó cũng có nhân có duyên. Mình cũng phải quay lại nhìn mình chứ, tại sao trong bao nhiêu con người nó không nói xấu ai, nó xấu với mình vậy? Vậy có phải trầm trừ vô lượng kiếp không? Trong cái lúc mà mình chưa biết đạo mình cũng đi nói xấu người ta không? Hoặc là mình không nói xấu nhưng mà mình tùy hỷ, mình tán thán cái chuyện nói xấu. Có cái vụ này không? Giống như sư cô hay nói ví dụ á, cô ghét con ruồi nhưng mà cô đâu có dám đập ruồi chết đâu. Cái ví dụ cô suối hiểu em đập con ruồi nó chết giùm cô đi. Thế không, cái nhỏ nó đập con ruồi chết, cái hai người tội đều như nhau, một đứa đập chết, một đứa này tùy hỷ tán thán vui theo cái việc nó đập chết đó. Chị hai đứa chết đều. Tại vì sao cô nói chuyện này? Bữa có con bé Phật tử dễ thương lắm, nhỏ xíu à, đi quê với sư cô xong về không dám làm cá. Không dám làm cá nhưng mà vẫn rất thích ăn con cá đó. Xong nó kêu chồng nó là anh làm cá đi anh. Anh giết con cá này đi. Xong chồng giết con cá, nhỏ vui nhỏ nấu. Vậy hai vợ chồng đều không? Dạ, nghiệp đều như nhau. Tại sao ạ? Tự giết hoặc bảo người giết, hoặc là vui với cái việc người ta giết thì đều là tội như nhau mà. Nó không giết, nó kêu chồng giết vậy chồng có sát nghiệp không? Dạ sát nghiệp trực tiếp rồi. Nhưng nó có vui với cái việc chồng giết không? Nó tùy hỷ, nó tán thán với việc chồng giết, mà hai vợ chồng quả phước đều như nhau luôn rồi đó. Cho nên đoạn này cô nói sao? Cho nên mình thấy như vậy, mình thấy người ta tạo khẩu nghiệp rồi, mình tao thấy người ta là lười biếng giải đãi rồi, mình có cần phải chi? Có cần phải nặng nhẹ người ta thêm không? Có cần phải ghét bực người ta thêm không? Rồi có cần phải buồn khổ gì không? Không. Trời ơi, đường em đi em cứ đi chứ, mừng quá đi, em thấy chị khẩu nghiệp. Nhưng mà mai chị ơi, em biết tu rồi chị, nay em khác ngày xưa rồi, em ngày nay khác ngày xưa rồi. Chị nói gì mặc chị, em thấy tội nghiệp chị thôi chứ em vẫn vui nha. Em vẫn vui bình thường. Đó, thì cái đó mình mới sao ạ? 8 ngọn gió đời nó không có thổi. Cái đó là khi mình bị nói xấu đó. Còn khi bị người ta tân bóc thì sao? Đoạn này dễ chết hơn. Cô nói rồi đó, nghịch cảnh đó làm cho mình dễ tu, còn thuận cảnh là làm cho mình khó tu. Ở đây mà chị em nào mà được nhiều anh đeo đuổi nè, được nhiều người thương nè, được xung quanh nhiều người nịnh nè,
Quá rồi ơi, coi chừng nghe, người ta mượn tiền đừng có cho. Cái đoạn này là mệt lắm đó. Đó, người ta khen mình câu trước câu sau cũng phải để ý. Cái này nhiều người đến khóc kể với sư cô rồi chứ không phải sao. Còn yêu cầu cô giảng một bài, hỏi giảng bài gì? Hỏi giảng cái bài nghiệp làm sao mày mượn tiền không trả đi cô. Ai hiểu cái tiền đi mượn rồi đến xứ cô giảng cái bài, tôi thuyết một cái bài pháp về mấy cái chuyện mấy cái đứa mà mượn tiền không trả đi cô. Kệ chị chứ em đâu có thuyết pháp cái yêu cầu đâu. Em thích kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ em sẽ giảng từng tự đoạn nào mà Đức Phật nói tới cái đoạn đấy thì em nói, cho tự nhiên cái chị cho người ta mượn tiền không trả, cái chị tới cái chị đặt hàng em giảng cái bài đó chi. Về đây cái bài cô cho nhỏ nó nghe gì, nhỏ nó nghe nó tức nó chửi cô sao, nó nói suối không quá chừng suối vậy ha. Mình phải sáng suốt, hết sức sáng suốt. Chúng ta thấy là cái tinh thần ở đây, đoạn này cô nhắc lại với cái phần mở đầu là sao? Tinh thần cầu pháp, học pháp và tán thán pháp của ngài Xá Lợi Phất, thấy không? Dù là bậc tướng quân chánh pháp rồi vẫn rất là trân trọng cái bạn đồng tu của mình, trân trọng cái đức hạnh của bạn đồng tu của mình, và sao là tán thán với cái sở nguyện đó. Chúng ta sao? Cô nói kỹ như vậy, nói dài như vậy để làm gì? Để tóm tắt lại một câu là quý vị ở đây cũng cần phải có cái thái độ cầu học như vậy. Không phải là mình quy y với một hòa thượng nổi tiếng, một giảng sư nổi tiếng là suốt cuộc đời mình không chịu nghe ai, mà còn tệ hơn là đi bài xích quý thầy quý sư cô khác là có được không? Tuyệt đối không ha. Cô nói quý Phật tử, đặc biệt khi mà quy y là cô đã giảng rất là kỹ rồi, quy y tăng là quy y toàn bộ thập phương tăng, tất cả chư tăng nào giữ giới thanh tịnh đều là thầy của mình. Ví dụ quý thầy quý sư cô giữ giới không thanh tịnh thì có nhân quả của quý thầy quý sư cô, có yết ma bồ tát, có sư phụ sư huynh của quý thầy quý sư cô đó. Có tới lượt mình nói không? Không ha. Cái quả xấu của người ta mà mình đem nói về mình là khẩu nghiệp vô cùng lớn. Và mình phải biết khiêm hạ, biết tán dương người. Chúng ta đừng có mong là đi tìm một cái vị hết sức là hoàn hảo rồi mình mới bái làm thầy. Thì mình đi suốt cuộc đời cũng không bao giờ có ai làm thầy. Cô biết có những vị nhé, rất là thành tựu trong xã hội và tuyệt đối không quy y với ai hết. Thậm chí còn tự mình quy y cho mình luôn. Thậm chí còn tuyên ngôn là quy y Phật, quy y Pháp thôi chứ không quy y Tăng. Cỡ nào cái ngã mình, cỡ nào mình mới phát ngôn ra được câu này. Không phải cái người mà hoàn hảo mình mới cầu học, mà sao bất kỳ ai đều có cái cho mình phải học, đúng không? Những người nào mà có cái sở trường của cái người đó thì mình phải học. Ví dụ thầy mình là giỏi giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà cái vị kia là giỏi công phu tu tập, mình có theo để nghe không? Có ha. Ví dụ như là sao ạ? Mình là rất là giỏi trong cái việc nấu ăn sắp xếp, nhưng mà mình không có gì rành về là tụng kinh nghi lễ, thì mình thấy bạn đồng tu của mình giỏi hơn mình có học không? Có chứ, đúng không? Cho nên không phải nói là thôi con là con theo Bắc tông Bắc truyền rồi con không có thèm tụng kinh Nikaya, con không thèm nghe kinh Trung Bộ, có được không? Không được ha. Cho nên chỗ này là chúng ta thấy chúng ta không có nên bài xích phỉ báng, thậm chí cả những người đi chùa đều với mình đây thôi, cả những em nhỏ hơn mình đây thôi, nhưng mà nó có cái sở trường của riêng nó chứ, đâu phải mình biết hết mọi thứ trong cuộc đời đâu, đúng không? Đoạn này mình học cái gương của ngài Xá Lợi Phất để mình biết khiêm hạ và biết cầu học. Cái thái độ cầu học này là cái thái độ làm cho mình sao ạ, tốt đẹp lên từng ngày, mình là phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày. Lần nào nói tới đây cô cũng nói quý vị nhìn ánh trăng 14 đó. Trăng 14 nó không bao giờ tròn và đẹp và sáng như trăng 15. Nhưng tại sao trăng 14 rất là đẹp? Sư cô cực kỳ thích trăng 14. Ở chùa mình đây rất là thích là không có nhà cao tầng, không gian rất là thoáng đạt, toàn là đồi núi và suối thôi. Cho nên những cái lúc mà đêm rằm nó sáng trăng nó đẹp vô cùng là đẹp luôn. Mình nhìn cái ánh trăng 14 mình thấy nó có cái vẻ đẹp của gì? Vẻ đẹp của sự chưa hoàn hảo. Và nó hứa hẹn ngày mai trăng rằm nó tròn đầy hơn nè. Chúng ta cũng vậy, mình còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mình có cái vẻ đẹp của gì? Vẻ đẹp của cái sự nỗ lực để làm hoàn thiện chính bản thân mình hơn. Sao mà mình tự giỏi được, đúng không? Không có ai mà tự giỏi được hết. Mình giỏi được cái này thì người khác giỏi cái kia. Mình ráng mà mình cầu học ha. Tuyệt đối không có bài xích, chỉ trích, và đặc biệt là chỉ trích tăng ni các kiểu là toàn bộ sai ha. Chùa mình là phải, mình có hết 6 ngày rất là thị phi bên ngoài rồi. Về chùa ngày Chủ nhật là phải giữ cho thân tâm thanh tịnh. Không phải chỉ lúc ngồi nghe sư cô giảng pháp, không phải chỉ lúc tụng kinh mới thanh tịnh, mà cả vô bếp làm công quả, nhổ cỏ, ngồi chơi anh chị em với nhau cũng phải giữ cho ba nghiệp mình thanh tịnh. Nếu không thì cái việc về chùa của mình nó vô cùng vô nghĩa. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Đây là cô vì quý vị đó. Mình chủ nhật đường xa trời mưa, mình có biết bao nhiêu công chuyện để làm. Thậm chí là mình có thể đi làm Alibaba thêm để mình kiếm tiền, mà mình bỏ hết mọi chuyện để mình về chùa công phu công quả. Vậy thì cái ngày hôm nay tu làm sao cho nó được lợi lạc, nó phải có lời nó về chứ không phải lỗ vốn sao? Lỗ vốn tiền xăng. Lời bằng cách nào? Mọi hành vi cử chỉ, dù trong bếp hay ngoài sân, dù trước mặt cô hay không có mặt cô, đều giữ ba nghiệp thanh tịnh. Công đức nó lớn vô cùng ha. Sau này chùa mình có điều kiện độ ổn hơn, xây xong chánh điện, sư cô sẽ cho quý vị thọ bát quan trai giới một ngày. Cái phước mà thọ bát quan trai giới mà trọn vẹn chỉnh chu 24 tiếng có thể là sanh thiên.
Quý vị thấy tu một ngày mà rốt ráo đàng hoàng giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, công đức này đã sanh lên trời rồi. Chứ không phải là coi thường cái việc mình về chùa ha. Chứ không phải cô nói để vẽ ra một cái kiểu mà bánh vẽ cho quý vị ha. Mà đây là những cái mà trong kinh Đức Phật đã dạy rồi. Cho nên sư cô có cái trách nhiệm là nhắc nhở lại cho quý vị biết. Không phải về chùa cho sư cô vui, không phải về chùa đông cho sư cô mừng, không có. Về chùa đông cô khẩu nghiệp lớn, thiệt. Tại vì sao? Chắc chắn là kiểu gì cũng bị chữ à. À, cô ở nhà một mình ên, cô với cô Trung ấy, hình như là từ sáng tới chiều hai cô không cần phải nói chuyện với nhau luôn đó. Tới mức độ đó đó. Tới giờ là công phu, tới giờ là ăn, tới giờ là nghỉ. Còn lại là công phu riêng cá nhân thôi. Rất là thảnh thơi nhẹ nhàng. Nhưng mà một ngày thứ bảy chủ nhật quý vị về là hồi ơi, từ trong nhà ra tới ngoài sân, đúng không? Lễ càng lớn là em càng phải lao sao, lễ càng lớn là em càng phải đuối. Nhưng mà tại sao sư cô vẫn rất là tích cực khuyến khích quý vị về chùa tu? Về chùa tu nó có cái lực của đại chúng. Về chùa tu để một lần nữa mình chấn chỉnh lại hành vi của mình. Ở nhà mình là chùm rồi, mình nấu ăn dở chồng mình là dám chê, mình la một cái con mình dám nói, dặn cổ nó liền chứ. Mình làm sếp ở trong nhà rồi à, cho nên mình tới chùa mà ai ghẹo mình câu coi mình có nổi bồ đề gai lên không, cái đó là cái cọ sát, cái va chạm đó à. Em nào mà ở đây thì thấy là cái cực nhất là cái vô bếp đúng không, cực nhất là làm trong quả trong bếp đúng không à, cực quá trời cực, còn bị cô la nữa chứ không phải giỡn. Thì lúc đó là cái lúc mà mình tu nhiều nhất đó, mình tu bỏ cái ngã nhiều nhất đó à. Mình có thể nào bỏ một ngày kiếm tiền, mình có thể bỏ một ngày son phấn sảnh sẻ, chụp hình sống ảo, để mình về mình khoác lên mình cái áo phụng sự, đi nhổ cỏ lặt rau, để mình khoác lên mình cái áo lam, nó không có đẹp đẽ gì hết, nó dài thòn lệ thệ đó, rồi ngồi đọc lê thê từng thời kinh với sư cô hay không. Nhưng mà mình biết cái đó là cái gieo, cái chủng tử cho mình, cái ngân hàng công đức cho mình, cái tư lương cho mình. Tại vì sao hồi nãy quý vị đọc kinh có nhớ không? Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng với hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Rõ ràng chưa? Ta đi với nghiệp của ta. Cái ngày mình nằm xuống đất đây, tại sao lúc nào cô cũng thắp nhang lên một cây nhang cho Phật vậy? Mình thấy thắp cây nhang lên rồi nó sẽ lụng bại dần đúng không? Cây nhang cuộc đời mình y như vậy đó. Ví dụ 60 năm cuộc đời mà bây giờ mình còn một khúc này là nhiêu? Mình xài được 40 năm rồi đó, tức còn có một mẫu này thôi. Rồi cái ngày mình về mình đi với gì? Mình đi với cái nghiệp của mình đó. Ta đi với nghiệp của ta thôi, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Cho mình biết là ngay bây giờ mình muốn có hạnh phúc, bình an, đời sau kiếp khác của mình muốn từ kiếp người trở lên, từ bây giờ mình có phải tu không? Đó ha. Vì quý vị chứ không phải là vì đạo tràng, vì sư cô hay vì cái gì. Vì chính bản thân mình. Mình biết tại sao mình phấn đấu, mình biết tại sao mình nỗ lực, mình biết tại sao mình công phu công quả, mình biết tại sao mình phải tụng kinh. Khi mình hiểu rất rõ như vậy, mình sẽ rất là tinh tấn trong cái việc làm của mình, không cần cô phải dặn, cô phải chỉ. Khi mà quý vị hiểu rất rõ giá trị của năm cái giới, tức là năm điều đạo đức tại gia của quý Phật tử, không cần cô nhắc nữa, quý vị sẽ rất là nhiệt tình mà giữ giới. Tại sao? Giữ được cái giới nào là phước đức, cái phần phước nó tăng lên chỗ đó. Cho nên trong kinh có nói là giữ được một cái giới là năm vị hộ pháp theo hộ mình, giữ được năm giới là 25 vị thiện thần theo hộ mình. Chư thiên chư hộ pháp rất là tôn trọng người có giới có đức, cho mình đừng có coi thường năm cái giới pháp không. Mình hiểu rõ tại sao mà mình không xào nấu chiên ném giết trực tiếp cái con khác để mình ăn. Mình hiểu được cái đó là tạo cái sự luân hồi oan trái nợ máu với nhau. Mình sợ không gây nợ máu được thì bây giờ nó có ngon cỡ nào mình cũng không đâm giết để mà tiết canh thọc quý các kiểu, mình ăn tươi nuốt sống như vậy không bao giờ đâu. Đúng không? Mình hiểu được cái việc mà lời nói của mình nó có thể gây nên biết bao nhiêu là hậu quả. Mình hiểu được là cái việc tà dâm ngoại tình của mình nó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường như thế nào kiếp này và kiếp khác. Thì mình sẽ không bao giờ muốn tà dâm ngoại tình. Ngay cả bản thân mình, nếu như mà mình quen chồng hoặc là người yêu mình, mà chồng với người yêu mình mà ngoại tình với một người khác, mình có tổn thương không? Vậy thì tại sao mình lại đem đi cái làm đó tổn thương cho người khác, đúng không? Khi mình hiểu rõ sâu sắc cái nhân quả xấu sẽ đến nếu mình làm xấu, thì tự mình ý thức sẽ không bao giờ làm xấu. Đây là gọi là cái gì ạ? Cái bảo hộ, cái thành trì, cái bờ đê ngăn cho mình rơi xuống những cái ngõ xấu ác. Bây giờ mình cứ mặc tình mình sống, mình muốn quen bao nhiêu người mình quen, mình muốn ngoại tình bao nhiêu ngoại tình, mình muốn nói xấu, nói thị phi, nói chửi bới, nói lời tổn thương, nói gây sát khí cỡ nào cũng được, thậm chí mình còn lừa gạt, lừa đảo người khác nữa để mình lấy tiền cho nó dễ nữa. Nhưng mà khi mà mình biết cái quả báo đó, tự nhiên mình không dám làm. Không phải là mình ngu hơn người ta đâu à, nhưng mà sao ạ? Mình hiền hơn, mình biết nhân quả thì mình sẽ tự chấn chỉnh được. Đây là cái ý thức ha. Rồi bây giờ bắt đầu vào cái phần kinh chính. Cô đã hết 50 phút để nói tùm lum, quá trời quá đất rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đoạn này bắt đầu đoạn khó nha. Đoạn hồi nãy là chỉ có kiểu mở hàng thôi, bây giờ là vào cái đoạn rất là khó. Và cái đoạn khó này thì sư cô sẽ không đọc kinh nữa. Đọc kinh nữa quý vị sẽ không có hiểu nắm được luôn. Sư cô sẽ dở cái bản tóm tắt ra. Đoạn này á bao gồm 7 điều
mà ngài Xá Lợi Phất, đoạn này là ngài Xá Lợi Phất sao, mang cái y cái bát cái tạ cụ đến, chui vô rừng, ngồi dưới gốc cây chờ ngài Phú Lâu Na nghỉ trưa xong rồi đúng không? Ngài Phú Lâu Na nghỉ trưa xong rồi thì ngài Xá Lợi Phất mới bắt đầu hỏi pháp. Đoạn này ngài Xá Lợi Phất hỏi 7 điều ha, hỏi 7 điều. Mà lúc này ngài Phú Lâu Na có biết cái người đang hỏi đạo mình là ngài Xá Lợi Phất không? Chưa nha, chưa biết nha, đoạn này mới hấp dẫn nè. Phim nó hay ở cái đoạn cuối đó, gọi là gì đó chùm cuối phải không, sẽ không bao giờ tự xưng mình trước phải không. Ngài Xá Lợi Phất đến hỏi đạo rất là bình thường, thì hỏi ngài như thế nào, hỏi là câu đầu tiên ngài Xá Lợi Phất hỏi là định không đọc kinh mà vẫn phải đọc một câu này thôi ha, rồi xuống nha. Ngài Xá Lợi Phất hỏi vậy nè, hiền giả, có phải là chúng ta đang sống phạm hạnh với sự chỉ dạy của Thế Tôn không? Nhẹ nhàng dễ thương không? Có phải chúng ta đang sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn không? Đoạn này là sao đây? Thực chứng một điều nữa, chúng mình là đồng môn nè. À, mình là cùng một thầy nè. Giống như quý vị đi hỏi nè, cô đi tu học với đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc phải không? Có giữ giới đó, có đến chùa tụng kinh lạy Phật, giữ giới đàng hoàng phải không? Đúng không? Vị kia trả lời xác chứng như thế nào? Dạ thật như vậy. Đúng không? Đầu tiên là xác nhận mình có gì đây? Mình có cùng một sư phụ nè. Mình có một bậc thầy, chung một bậc thầy chỉ cho mình cái gì, và chúng ta chung một cái gì, chung một cái đời sống phạm hạnh, nghĩa là chúng ta đồng đức và đồng giới đó, đồng giới đức đó. Tức là những người mà ví dụ chúng ta thấy là mình giữ năm giới, bạn mình cũng giữ năm giới, chúng ta có phải là đồng đức hạnh với nhau không? Chứ còn mình thì giữ năm giới, còn cái người bạn của mình thì thôi cái gì xấu là cũng làm hết trơn, vậy cái hai người giới đức nó có đều không? Không đều ha. Và câu đầu tiên để xác chứng rằng chúng ta có chung một vị bổn sư nè, chúng ta có chung một vị thầy nè, chúng ta có cùng một cái đời sống phạm hạnh nè, một cái đời sống rất là thanh cao, rất là hòa hợp của tăng đoàn nè. Và ngài Phú Lâu Na trả lời rất là hiền lành, thật như vậy, hiền giả, không có khoa trương, không có nổ đúng rồi thầy, tôi là Thế Tôn, chỗ này là mệt nữa đúng không? Chỉ trả lời đúng như sự thật nó đang là thôi, thật như vậy hiền giả. Thì lúc này ngài Xá Lợi Phất mới hỏi như thế nào, hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh hay không? Vì mục đích giới thanh tịnh hay không? Đoạn này bắt đầu ngài hỏi 7 điều, đều rất là khó, cô đọc qua một lần nhớ giùm sư cô ha. Thứ nhất là giới thanh tịnh, thứ hai là gì đây ạ? Tâm thanh tịnh, thứ ba là kiến thanh tịnh, thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh, thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, thứ sáu là đạo tri kiến thanh tịnh, thứ bảy là tri kiến thanh tịnh. Chết con rồi cô ơi, còn không có nghe vô cái chữ nào hết, ghê không? Bài kinh này cô nói là bài kinh khó rồi, cho nên quý vị phải ráng tập nghe nha. Hôm nay nghe một lần là lạ đúng không, thì tuần sau nghe lại cho quen được không? Nhớ là phải nghe cho tới khi nào mình quen tai với các thuật ngữ này. 7 cái thuật ngữ này là 7 cái lộ trình, gọi là 7 cái nấc thang trên con đường tu tập giải thoát của mình. Mình không thể nào mình tu giải thoát mà mình không biết cái lộ trình đi tới, đúng không? Mình không thể nào về chùa ở đây được nếu mình không biết cái vị trí chùa này ở đâu và phải đi qua cái con đường nào. Có công nhận với sư cô không? Cho nên nói là thôi, khó quá bỏ qua cô, có được không? Không bỏ qua nha. Nếu mà bỏ qua được, cô đã bỏ qua cho quý vị rồi. Mình phải biết từng cái nấc thang này, đây là 7 cái trạm xe. Bài kinh này là bài kinh trạm xe đúng không? Ngài Phú Lâu Na đưa ra một cái ví dụ 7 cái trạm xe mà một ông vua phải bước qua để tới một cái thành mà ông vua muốn. Thì chúng ta nếu mua bước từ cái bờ mê sang bến giác, mình cũng phải có 7 cái lộ trình tu tập, 7 cái nấc thang tu tập qua như thế nào, để rồi coi trên cái phần đoạn sanh tử trong cuộc đời này, 60 năm cuộc đời này, không cô ở Hàn Quốc là tuổi thọ lâu hơn, ok cho quý vị 90 năm cuộc đời này luôn, để coi mình đi được tới cái trạm thứ mấy, ở đó mà ngồi đó mà còn lười tu, nghe không? Đó, đoạn này cô nói thiệt, quý vị phải nghe để biết là cái đường tu của mình nó còn xa tới mức độ nào. Chứ không phải nói là lâu lâu mình về chùa mình cuốc được 2-3 cuốc cũng lại 108 lại lượng cô là mình tới bến rồi, tới chưa? Chưa tới hay xa lắm luôn. Tới cái trạm xe thứ hai là cô đã thấy ngao ngán rồi đó, là không biết kiếp này mình có lớn lên được cái trạm thứ hai hay không. Thành ra chúng ta phải gieo một chút xíu tư lương. Ở đây cô nói 7 trạm xe. Đầu tiên là ngài Xá Lợi Phất mới hỏi như thế nào, có phải chúng ta sống phạm hạnh theo lời dạy của Thế Tôn để được cái mục đích giới thanh tịnh hay không? Có giới thanh tịnh là gì? Giới là hồi nãy cô nói đó, giới là quý vị là Phật tử tại gia thì có năm giới đúng không? Còn có nhiều hơn mình phát triển lên, nãy cô nói gì? Bát quan trai giới, tức là giữ 8 giới trong một ngày đúng không? Rồi quý vị mà đi tu một cái là bao nhiêu giới đây? 250 giới hoặc là 348 giới giống như sư cô đây, phải không? Mà cái người mà giữ tròn năm giới rồi có đáng khen không? Thì có quỳ lạy đảnh lễ cúng dường luôn, phải không? Mà cái người mà bật đi tu mà giữ tròn được 348 giới trong suốt cuộc đời mình đã quá là tuyệt vời chưa? Vậy mà ngài Xá Lợi Phất hỏi đây có phải là cái mục đích
mình giữ, mình tu theo phạm hạnh để được cái giới thanh tịnh đó không? Ngài Phú Lầu Na nói không. Thấy sợ chưa? Tức là nội cái giữ giới thôi đã giữ chưa được rồi đó, tức là lên được cái trạm xe này chưa? Chưa lên được trạm này luôn. À, đợi khi nào mình giữ đủ năm giới đi là mình mới đi được cái trạm này đó. À, mà giữ được hết cái cuộc đời của mình mới qua tới trạm thứ hai, được không? Thì ngài Phú Lầu Na nói sao? Không, không phải mục đích này đâu. Thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi như thế nào? Vậy chúng ta có phải là sống phạm hạnh để sao? Để được tâm thanh tịnh không? Tâm thanh tịnh là gì? Cô nói sơ một cái cho hết hồn nè. Tâm thanh tịnh là nhiếp phục hết tất cả các tâm cấu uế và chứng đắc được đệ tứ sắc định. Nghe kinh khủng không quý vị? Đệ tứ sắc định là phải và vô tứ thiền đó, tứ thiền sắc giới đó. Ở đây có ai tự tin là mình đã đi tu một cái khóa thiền nào rồi mà mình vô được sơ thiền chưa? Tứ thiền sắc giới, không có nói tới tứ thiền vô sắc giới nữa ha. Chúng ta thấy là tứ thiền sắc giới này là nền tảng để phát triển tuệ giác. Đức Phật dạy là mình phải đi qua được cái đệ tứ sắc định này để chi? Để là cái nền tảng để phát triển tuệ giác, có định thì mới sanh tuệ được, chứ không phải là mình trụ hoài trong cái định đó thì mình sẽ là không ngơ luôn. Mà bây giờ mình có vô được cái thiền nào chưa? Ngủ thiền thôi, chứ thiền nào là con không biết, chứ con chỉ biết ngủ thiền thôi. Cô thử mà cô cho con ngồi 10 phút để con ngủ được luôn. À, mình ngủ thiền thì được, chứ còn đệ tứ xác định là mình chưa được, đúng không? Sư cô cũng được chưa? Dạ chưa, bởi em nói đó, cái cuộc đời còn lại của em mấy mươi năm còn lại, không biết em đi được tới cái trạm thứ hai không nữa, chứ đừng nói là năm trạm còn lại hen. Cho nên mình thấy là không phải đơn giản, mình phải nỗ lực, hết sức là nỗ lực, phải không? Nhiếp phục hết tất cả các tâm cấu uế. Cấu uế là sao? Là vô, là xấu đó. Là do là xấu đó. Mà mình nhiếp phục, mình điều chế được hết tất cả các tâm này. Tham nè, sân nè, si nè, đố kỵ nè, ganh tị nè, thị phi nè, ích kỷ nè, nói xấu nè. Quá chừng quá đất, khi nào mình sửa được đây? Không biết khi nào sửa được luôn. Mà đây Đức Phật nói, Ngài Xá Lợi Phất hỏi là có phải mình sống phạm hạnh để mình được cái tâm thanh tịnh này không? Cỡ mình cầu được cái tâm thanh tịnh này quá đi chứ, đúng không? Ngài Phú Lâu Na nói không. Mà quý vị phải hiểu không, ở đây không phải là không, là không có làm cái tâm thanh tịnh luôn, mà không phải mục đích tối hậu, được không? Nghe lơ tơ mơ là cái đoạn này là hay hiểu lầm lắm nè. Không phải là nó không có cái tâm thanh tịnh, dĩ nhiên mình phải bước qua cái tâm thanh tịnh mình tới tạm thế tiếp theo, đúng không? Nhưng mà tại sao Ngài Phú Lâu Na trả lời là không vậy? Là vì nó không phải là mục đích tối hậu, hiểu ý không? Không phải mình đi tu theo Đức Phật để mình được cái trạng thái này. Phật có dạy mình trụ trong trạng thái này không? Không. Ừ, quý vị nghe thấy sợ chưa? À, vậy chúng ta giữ giới có quan trọng không? Dạ có, không có giới thì không thể nào có định được. Quý vị đang thấy là cô đang nói bắt đầu dần dần qua giới định tuệ chưa? Bởi vậy kinh Tam Thiên Vạn Quyển gì cũng vậy, nó cũng sẽ không bao giờ ra ngoài giới định tuệ. Mà giới định tuệ có trong Bát Chánh Đạo không? Không, đúng không? Vậy cho nên mình thấy học Đông, học Tây, học Nam, học Bắc gì có ngoài giới định tuệ không? Đó, pháp mà đủ giới định tuệ thì không phân cao thấp, không phân quý tiện, không phân Bắc Nam. Đó là lời dạy của Đức Phật, nghe hiểu rõ không? Đây là bài kinh Trung Bộ Nikaya rõ ràng đó. Nhưng mà có giới, có định, có tuệ không? Đó, đầu tiên Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất nói tới giới, đúng không? Từ cái giới đức mình không có rồi, cái bình của mình không trong sạch rồi, mình đựng cái gì giờ? Bây giờ cái bình bông này nó dơ nè, mà cô đòi đựng nước cam lồ nè. Cho dù nước cam lồ có thanh tịnh, nó chế vô cái bình dơ nó ô nhiễm không? Ô nhiễm. Vậy bây giờ mình là cái thân hoàn toàn là dơ bẩn như vậy, mà mình không giữ giới để trong sạch cái thân tâm mình, vậy mình đựng cái pháp Phật có được không? Sao đựng được? Mình cứ rao giảng từ bi mà mình còn không thương nổi mấy người ngồi xung quanh mình nữa, vậy mình từ bi với ai? Phải không? Không thể nào từ bi nếu không có nhẫn nhục. Không thể nào từ bi mà nếu không có giới đức. Mình rủ người ta đi chùa mà mình đi nhậu, mình nói người ta đừng có nói dối mà mình đi lừa người khác, mình nói người ta đừng tà dâm ngoại tình, mình quen lần hai ba người trừ hao. Vậy rồi mình có hiệu quả không? Không. Ở đây cô dạy quý vị là sáng dạy lại 108 lại, trưa ngồi tụng kinh, chiều tụng kinh, tối công phu, mà mình nên cô ngủ từ sáng cho tới chiều, quý vị có chịu tu với cô không? Không, đúng không? Tại sao quý vị thức dậy vậy? Tại vì quý vị biết giờ đó cô dạy công phu, đúng không? Bản thân sư cô không giữ giới đức đàng hoàng, bản thân sư cô ngày nay đi cà phê, ngày mốt đi siêu thị, ngày nọ đi ăn này ăn nọ, rồi cô sai quý vị làm trong nhà, quý vị chịu không? Không, đúng không? Cho nên cái này rất là quan trọng. Mình muốn nói người ta nghe được, mình muốn dạy con mình nghe được, thì chính mình sao? Mình trong sạch thân tâm. Đoạn này rất là đáng để chúng ta để ý, thấy chưa? Trong các cái điều chúng ta phải thấy, ngay cả Đức Phật nói trong bài kinh Di Giáo, khi mà không có Đức Phật thì lấy cái gì làm thầy? Thời mà không có Đức Phật thì lấy cái gì làm thầy? Trong kinh Di Giáo Phật dạy rất rõ, khi mà thời mà không có Đức Phật là lấy giới làm thầy. Quý vị có năm giới, hôm bữa quy y cô truyền cho năm giới rồi, đúng không? Lấy cái đó làm thầy của mình, chứ không phải lấy cô Hiếu làm thầy của mình. Bữa nay cô ngon lành cành đào vậy, chứ bữa mai cô đi tào lao sao? Sao biết được? Không tin cô được. Các pháp vô thường, cô cũng sẽ vô thường, tâm cô cũng vô thường. Mốt cô nghỉ tu sao? Cô nghỉ tu rồi mình có mất giới không? Không, giới của con vẫn còn, pháp của Phật còn nguyên. Cho nên con lấy giới con làm thầy.
giữ năm cái điều đạo đức đó làm thầy của mình trong đời. Quý vị sẽ thấy là khi cái bình mình trong sạch rồi, lúc đó mình mới bắt đầu đựng được những cái giọt cam lồ nè, lúc đó mình mới làm lợi lạc được cho đạo pháp và quần xanh nè. Bây giờ cô muốn mời quý vị uống một cái món nước nào đó, cái ly cái phải sạch đúng không? Cái ly mà dơ cô có để cái nước gì quý vị dám uống không? Cái ly phải rửa cho sạch chứ. Cái ly đó là gì? Cái thân của mình nè. Cho mình làm xấu nói ác làm bậy hoài, mình không cách nào mà tu thành tựu. Cho nên trước hết chúng ta thấy giới thanh tịnh là đi được cái trạm xe thứ nhất chưa? Dạ. Qua cái trạm xe thứ hai, khi mà có giới rồi thì mới có định. Hồi nãy là tâm thanh tịnh là khi mình nhiếp phục các cấu uế và đạt được các cái thiền định. Có cái thiền định rồi mới sanh trí tuệ. Cái đoạn này đã bắt đầu khó rồi đúng không? Dạ, mình sẽ dừng lại ở chỗ này để quý vị có thời gian tiêu hóa và thẩm thấu. Chứ cô mà nói một loạt tới cái kinh số 7 là bảo đảm tới đây mọi người tắt rồi, YouTube cũng sẽ không còn ai coi luôn. Cho nên quý vị nhớ là bài kinh chưa hết, bài kinh chưa hết. Cô nhắc lại một lần nữa, vì bài kinh này quá nhiều thuật ngữ Phật học và quá nhiều cái nội dung chất như nước cốt vậy đó, cho nên quý vị cần thời gian để nghiên cứu. Vị nào ngày hôm nay mà chưa đọc kinh trước thì về vô lại Zalo của Đạo Tràng, đọc lại cái bài kinh sư cô đã gửi, những cái phần mà cô đánh dấu, đọc cho kỹ và nghe lại cái bài ngày hôm nay cô giảng, quý vị sẽ một lần nữa nhớ. Và cái phần còn lại, còn 5 cái trạm xe còn lại để mình đi hết cái lộ trình tu tập của mình, thì tuần sau quý vị phải nghe kỹ rồi mới hiểu được, được không? Hôm nay sư cô dừng pháp thoại ở đây, không phải là tại hết giờ mà cô dừng, mà tại vì thấy cái độ tiếp thu của quý vị chỉ tới đây thôi là được, và mình sẽ học chậm mà chắc ha. Chứ rồi nghe pháp mà như kiểu cái trí tuệ bắt vế đó, nghe xong hoặc là trí tuệ lộn ngược đó, nghe xong ra tới cửa quên mất tiêu hồi nãy cô giảng gì. Cô giảng gì hay vui lắm, nhớ gì không nhớ gì luôn. Cô sợ nhất cái vụ này nha, có rất nhiều người luôn á, hỏi bữa nay đi chùa cô giảng vui lắm bà ơi, hỏi cô giảng gì đâu không nhớ gì luôn á, có nhiều người vậy luôn đó. Đừng có vậy ha, cô giảng tới đâu nắm tới đó. Hôm nay mình nắm chắc cái gì? Trạm xe thứ nhất là gì? Giới thanh tịnh. Trạm xe thứ hai là gì? Tâm thanh tịnh.